tham gia dự án VNSAT từ năm 2017. Các thành viên hợp tác xã Ea Tân, huyện Krông Năng, Đắk Lắk được hỗ trợ tập huấn khoa học kỹ thuật về canh tác cà phê. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ người dân các loại cây giống như sầu riêng, bơ, mắc ca để thực hiện mô hình trồng sen. Dự án VinaSat ấy là hỗ trợ tôi nhà màn là tầm 40%. Đấy, là cái hỗ trợ của nhà màn để mình phơi cà làm cà phê sạch. Còn kỹ thuật là dự án là đến nói chung là dạy bà con về cái kỹ thuật tập huấn cà phê cảnh quan, có tập huấn nói chung là cũng rất là nhiều lần. Bà con thì nói chung cái cà phê cảnh quan thì bà con cũng nắm rõ. Như nhà tôi là có 4 hecta cà phê. Đấy. Còn về cái chi phí về cái cảnh quan này thì nó cũng đỡ tốn đi một tí. Ví dụ như mà mình tăng cái phân vi sinh lên, giảm phân hữu cơ đi. Việc hỗ trợ người dân cây giống để trồng sen giúp tăng thu nhập trên diện tích, không còn phụ thuộc vào cây cà phê như trước đây. Xã chúng tôi tham gia cái dự án VinaSat từ 2017 đến bây giờ thì VinaSat hỗ trợ hợp tác xã cũng khá nhiều. Cái thứ nhất ấy, là cái đầu tiên là cái tập huấn cho bà con về khoa học kỹ thuật về canh tác cà phê trên các vườn cà phê để bà con nắm được cái khoa học kỹ thuật áp dụng vào trong quá trình sản xuất. Vừa rồi như là tham hợp tác xã có làm cái dự án tức là cùng cảnh quan và môi trường thì cái đầu tư của VinaSat về cái cùng cảnh quan này ấy, nhất là về cây giống, thứ hai là về khoa học kỹ thuật thì cái cụm cảnh quan này là cái trên một cái đơn vị diện tích sản xuất của bà con ấy, thì nó đem lại cái lợi nhuận rất là cao. Ví dụ như là hầu như cái tầng thứ nhất là người dân trồng sầu riêng rồi bơ mít và có một số thì nhà thì trồng xen cả cây tiêu đó. Còn cái tầng thứ hai là cà phê. Cái tầng thứ ba thì họ trồng một số các loại cây thấp, cây ngắn ngày, ví dụ những chỗ nào mà nó còn có đổ ánh sáng, trồng cây dứa chẳng hạn, hay là cây sa chi này, hay là cây cỏ, còn cái thảm cỏ thực vật thì nói chung là có, người ta để lại thì làm cỏ nhưng vẫn để lại cái thảm cỏ phía dưới để đảm bảo vấn đề môi trường, vấn đề cảnh quan, vấn đề sinh thái, cân bằng sinh thái hơn. Thì trong cái dự án mà làm cà phê cảnh quan ấy, thì đem lại cái lợi ích khá là tốt cho bà con nông dân. Mô hình cà phê cảnh quan đã góp phần giảm 14% lượng phân bón hóa học được sử dụng và giảm 17% lượng nước tưới trong sản xuất cà phê, giảm 11% chi phí sản xuất và giảm 10% lượng CO2 phát thải ra thị trường. 100% lượng cà phê được sản xuất trong vùng được thu mua với mức giá cao hơn giá thị trường.